Hello và chào mấy anh em đã quay trở lại với channel mình nhé. Thì clip hôm nay mình sẽ qua bên map sự kiện của Livic để trải nghiệm một trận đấu solo squad cũng như là cho anh em một cái điều bất ngờ nha. Rồi một tên này. Úi rồi, nó bị team khác bắn nữa kìa. Hai team nữa này anh em ạ. Ok ok. Ok. Nè, đồng quá, mình còn chưa kịp nhảy mà. Nào cố đấy, đấy rồi. Rồi rồi xuống đây bạn ơi. Không biết là có ông nào nhảy theo mình không. Bây giờ lên đảo thì mình cũng chỉ muốn loot đồ sau đó mình nhảy xuống đây bắn nhau thôi nhưng mà chưa kịp loot thì đã bị nó bế đi rồi. May mà mình chạy kịp đấy. Nhưng mà tiếc không có ông nào nhảy theo nhỉ. Nếu mà mình mà là cái ông kia là mình sẽ nhảy theo cái ông mà vừa nhảy xuống ấy. Mấy ông này lên đấy á, chỉ ham loot đồ thôi à. Đấy thì như các bạn thấy thì hiện tại mình đang mặc một trang phục. Nếu như mà những bạn nào mà có theo dõi kênh mình cách đây từ 2-3 năm trước, thậm chí là gần 4 năm trước thì các bạn sẽ cực kỳ nhớ cái bộ đồ này luôn. Đây là cái bộ đồ là huyền thoại đã theo mình phải làm clip về liên tục phải 1 năm khi mà mình mặc cái bộ đồ này. Đây là cái bộ đồ ở trong cái shop clan XG. Rất là huyền thoại luôn anh em ạ. Ngày xưa chưa mặc cái bộ đồ này tại vì ngày xưa thì mình chưa có nhiều UC, chưa có điều kiện để sở hữu những cái trang phục skin xịn như bây giờ. Thì hồi đấy là sắm được quả bộ quần áo này là xịn nhất rồi. Đó. Ủa mà sao game bị lag à? Rõ ràng mình đã nhảy xuống đảo rồi mà lại không mua được máu chứ. Không biết là trong cái mid này có ai không ta. Cảm giác cũng thấy yên ắng lắm anh em ạ, chắc lại clear rồi. Nói chung là bay cái chơi cái map sự kiện này thì mấy ông kiểu lên trên đảo xong rồi bị gạt ấy, mỗi ông một nơi ở xa đâu ấy. Gần như đi lút dạo hết. Ô, từ chân trước mặt mình. Còn boss. Vâng, bot cũng đi bị giật lùi anh em ạ. Ảo thật, mình tưởng là có mỗi người bị lag chứ. Có M4 này. Ui. Con bot nữa à? Vãi thật. Đấy, mình để cái map sự kiện này cứ mỗi lần mà vừa đáp. Kiểu mà vừa đáp đầu game ấy là bot xuất hiện rất là nhiều nhá. Rồi, có cơm 6 luôn, xịn thế. À, hay là trận này mình sẽ bắn Barrel X6 đi anh em ạ. Gọi là huyền thoại, gọi là sấy AK hoặc là Barrel cốp 6 luôn. Gọi là hai huyền thoại trong một clip này, cho nó hấp dẫn. Ui, đây rồi, có tiếng 24 này. À, vừa gạt tên nào ấy. Mình sẽ công luôn. Đấy, tầm này là khi mà khu đảo ở trên kia nó sắp hết thì bây giờ mới thấy người nó rớt xuống dưới này anh em ạ. Chứ đầu game thì mấy ông ấy toàn bắn nhau ở trên đấy hết thôi. Đây rồi, trước mặt mình này đang chạy này. Rồi, từ từ anh em ơi. Khi nào mà mình cảm giác nốc được thì mình mới bắn nhá. Chứ bắn vội là nó thấy được mình là toang. Hình như là có một tên. Đây này, trên tầng 2. Ô. Một tên bên trái nữa. Ôi trời, chưa nốc à? Rồi, còn tên kia nữa. Lên đây bạn ơi, nốc 2. Còn nữa không? Còn nữa hay không thì mình vẫn cứ gạt đã. Mình nghĩ chắc là có hai tên ở chỗ này thôi. Đồng đội chắc ở nơi khác rồi. Kiểu này lại đi hồi sinh rồi. Ồ, đây 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 đây. Để đợi mình tí. Úi dồi, Groza với lại Barrel XT này anh em. Nhưng mà thật sự là mình cảm giác thấy mấy cái dòng XT nó cứ bị yếu ấy. Cho nên là mình sẽ bắn Barrel bình thường thôi. Ok. Bây giờ công qua chỗ tiếng súng này. Có tên đang cầm SLR Tab. Có biết Tab ai? Hay đây là con bot nhỉ? Nhưng mà phải có người thì nó mới táp. Để mình cứ qua mình hóng hớt đi. Đây rồi. À. Thanh niên chạy ra lút đồ này. Gạt luôn. Đấy, anh em thấy quả sấy Barrel X6 uy tín chưa? Đây. Một tên nằm bên trái nữa này. Rồi sấy như này mà không bị report là hơi phí đấy. Đây, cho anh em xem luôn nha. Mình không hề zoom nha. Đã gọi là sấy cốp 6 là phải để nguyên thì mới gọi là cốp 6 đúng không anh em? Thế còn zoom về thì gọi là sấy 3x mất rồi. Kiểu gì nó cũng cứu chỗ cái hồi sinh ở trên kia ấy. Giờ bị vòng trái. Ô, có một tên vừa chạy lên này. Đấy rồi, sấy luôn. Đấy rồi ôi, lấp đôi rồi anh em ạ. Chỉ cần gọi là thêm một tí nữa thôi là khả năng là nốc được cái tên đấy đấy.
Rồi khả năng là ông này là định là lên cái chỗ trụ ở trên kia để hồi sinh đấy mà. Mình sẽ vòng qua bên chỗ bên phải đi. Vòng phải để mình tiếp cận cái khu trạm hồi sinh này. Mà vấn đề là nó sẽ vào đây nó hồi sinh. Ô, đây 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 mình thấy đấy này. Lộ đầu này bạn ơi, không biết là tên này đã hồi sinh chưa? Thấy đang còn đứng gọi. Ờ kìa, có một tên vừa mới hạ dù xuống anh em ạ. Thế là nó hồi sinh mất rồi. Thôi cũng được, hồi sinh lại có kill mà, không vấn đề gì. Có tên hồi sinh ở chỗ ngay ở phía đồi trước mặt thì mình sẽ vòng qua phải đi. Vòng phải là mình sẽ bắt được tên này. Giờ nó nghe tiếng súng mình bắn chỗ đất hướng đằng kia là nó sẽ kê mình rồi. Đây là mình phải chạy đường khác. Ô, cái gì đấy? Ôi sau lưng này. Vãi nồi thanh niên DB này. Tính sấy mình à bạn. Trời ơi sấy như hack này. Đi chết luôn. Còn cái tên này nữa, nó sẽ nghe tiếng súng và nó sẽ biết được vị trí mình. Ô. Chạy đâu? Ô không nóc à? Rồi giật thế. Ơ. Lại leo lên hòn đá vậy bạn ơi. Ông này lại ấn nhầm nút chèo rồi. Kìa một tên nữa. Rồi nóc luôn. Trời ơi bắn thế này thì thật sự anh em. Xem lại cái dead cam thì chắc là nó report mình mất. Đây một tên nữa này. Đang lòm dòm ngay sau gốc cây ấy. Hình như là nó đang cứu cái tên mà mình nóc. Để mình phải tiếp cận nhanh mới được. Đây mình sẽ quăng vào bom vào chỗ gốc cây nha. À smoke bên này à. Quăng vào smoke luôn. Vòng qua trái này. Ui giời ơi. Nóc hai luôn à. Nóc hai luôn anh em ạ. Thế là nó vừa được cứu xong thì nó nóc tiếp. Quá nhọ. Đây. Gạt luôn. Ui giời ơi, ba tên anh em ơi. Còn một tên nữa thôi. Vào đây mình uống nước đã. Gặp một cái team Indo là mấy bọn này chơi nó rất là IQ anh em ạ, cho nên là phải cẩn thận. Mình phải sớm móc ra mình lút đồ cho chắc ăn. Đấy. Cứ phải chắc cú anh em nhá. Cũng may mà trận này mình lại có xe đạp đấy, chứ không là chắc là ao bo trận này. Mình cũng quên là đang chơi map Levic ấy, cho nên là vòng bo 4 trở đi là đã rất là đau rồi. Chơi map thường nhiều quá cho nên là mình cũng không để ý bo. Bây giờ đạp thẳng vào bo thôi. Bo này mà co vào nữa là giật cũng khá đau rồi. Bo 5 nữa là thôi, vỡ mồm. Ui. Tiếng Uzi bên phải này. Vẫn đang bắn nhau ngoài bo anh em ạ. Dã man thật. Ui. Trước mặt có người luôn. Trời ơi sao chỗ nào cũng có người này. Kìa, một tên chạy ra kìa, nằm ngay chỗ hòn đá kìa. À, bây giờ dừng đây bắn tên kia là bị cái bọn trong này nó bắn ra anh em ạ. Đây, vào nhà luôn cho chắc ăn. Đây, mình vào đây mình hiêu máu đã. Trời ơi. Ui, cái gì đấy? Vãi nồi ạ. Cái này công này. Lên đây bạn ơi. Thích công nữa không? Thích công nữa không? Một tên bên ngoài nữa. Để mình hiêu máu đã. À, chạy ra ngoài à? Ui, chạy vào kìa. Chạy đi đâu? Nốc tiếp này. Sao đông thế? Để mình qua mình phơm cái tên này anh em ạ. Từ từ đã. Vâng, có tên chật kia nữa. Ôi trước mặt. Ơ kìa. Còn mé nó bị phơm ngay trước mặt mình. Thôi lùi về thôi anh em ơi. Úi dồi ôi. Đây, nó đứng ngay sau cái hàng rào hay sao ấy. Thế rồi. Mình phải sớm mốc mình lấy xe đạp. Bên trái cũng có nữa này. Cái tên lúc nãy nó lại úp vào đây rồi anh em ạ. Lấy xe đạp mình vào bo trước thôi. Chứ bây giờ bo đang bắt đầu co rồi. Chuồn lẹ. Bây giờ bắn nhau ngoài bo là chỉ có chết hết. Úi dồi ôi. Thôi. Ui. Mình tưởng có đấy mình bị lật xe là mình chết đấy. Mày thế vẫn chạy được. Rồi ôi vẫn sống anh em ạ. Được của nó. Ai dừng đây luôn. Hợp lý này. Hai team đang bắn nhau bên kia rồi. Ui trước mặt này. Thôi tên này chết với mình rồi anh em ạ. Một tên duy nhất. Đốc ngay. Sấy barrel như gọi là M4 thế này. Đi chết luôn đi bạn. Có cái tên gần mình không biết đâu. Ô
Ui, chớ kịp gạt hộ kìa. Đẹp thế. Để mình lên cái góc cao ở trên kia mình nhìn cho nó dễ nhá. Góc này nó cũng hơi thấp. Lên góc trước mặt là nhìn xuống là bọn này là chết với mình ngay. Rồi có xe đạp tiện thật. Đạp gọi là xuyên map luôn. Rồi, chỗ này chắc là không có ai đâu. Bọn kia bắn nhau bên kia hết rồi mà. Hợp lý đấy anh em ạ, đứng góc này kê thì quá đẹp rồi. Đây trước mặt. À đủ, nó thấy mình luôn à. Phải thật. Mẹ nó có sniper thì mình không đấu được rồi. Rồi, hai tên luôn đang táp mình. Còn hai ông trên đấy với lại ba ông nữa ở đâu nhỉ? Thôi mình cứ đứng đấy mình canh thôi. Phải chú ý bên trái này, sợ có team bên trái nó móc mình nữa. Ok, cứ đứng đây đã mọi người ạ. Sấy càng thế. À đây rồi. Thêm một tên bên phải nữa. Kìa, hai ông kia chạy trống này. Vậy là ba ông trước mặt với lại một ông nữa vừa bắn ngay trong khu nhà là bốn ông đó chạy sống này. Ôi chơi nốc luôn, trời cũng không gạt được luôn kìa, đèn thế. Thôi mình cứ đứng đây đi. Ui bo chỗ mình này anh em, đẹp quá. Chỗ này không có backup nào để mình dựng khiên luôn. Rồi dựng khiên canh đây, top 1 rồi anh em ạ. Ok, đây cái tên bên phải đây. Đấy, cho bạn thấy nữa đây. Dựng hai khiên luôn. Ui rồi tên này nó chạy được rồi. Ơ, vẫn chạy này, rồi chết luôn. Thế là còn hai tên ở trong nhà thôi. Top 1 rồi anh em ạ. Quả bò độ như này nữa thì góc đẹp như này nữa mà không top 1 thì thôi xóa game. Đây, mình ốp bom này, vừa thấy có một tên nó chạy ra bên ngoài. Bọn này nó tính là công qua đường để vào bo đây rồi. Ui, có bom chuẩn nhờ, mà thế mà nó không chết. Dựng thêm quả khiên chỗ này nữa anh em ơi, canh luôn. À, sờ mốc để băng đường, IQ. Nhưng mà để xem. Ố, một tên bên trái này. Úi rồi, bắn nhau rồi. Lại còn bắn nhau này nữa thì thôi, toàn. Khéo lại chết được bò anh em ạ. Đây. Úi. Ê, nó vẫn chạy được kìa. Ố. Ôi. Đâu thế? Rồi. Tên còn lại đây rồi, đứng ngoài bo mà sấy này. Vâng, quả mình dùng quả bom lửa mình chặn cái chỗ đường đi ở trong sở mốc của nó quá hợp lý luôn anh em ạ, khiến cho nó phải chạy ra bên ngoài luôn. Rồi, anh em thấy clip trận này mình giày Barrel X6 như nào? Quá uy tín đúng không? Thêm quả bộ đồ huyền thoại cách đây 3 4 năm nữa. Không ấn like đăng ký cho mình buồn lắm luôn. Thì ok, hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye mọi người.